Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với Đảng ủy Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng về kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Nghị quyết số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan thành phố và chương trình số 14 của Đảng ủy khối về thực hiện nghị quyết số 03 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Năm 2021, Đảng bộ này đạt tiêu chuẩn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, tập thể Đảng ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy đã nghiêm túc, kịp thời quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Thành ủy và nghị quyết số 03 và chương trình hành động số 14 của Đảng ủy khối đến cán bộ đảng viên. Phương pháp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng có nhiều đổi mới và được thực hiện theo quy trình, từng bước đi vào nề nếp. Đảng ủy khối các cơ quan thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ đài trong việc thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022. Bên cạnh đó, đề nghị Đảng ủy đài tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt với cơ chế tự chủ, phải chăm lo tốt đời sống cho cán bộ đảng viên, thực hiện tốt các nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên, thực hiện tốt 10 tiêu chí thi đua của tổ chức cơ sở đảng theo quy định.